Ôi chà, đẹp rồi. Cứ làm là sẽ đẹp. Rồi, xuất sắc. Quá đẹp luôn. Khán giả cho cái chậu lan này được mấy điểm à? Trên trung bình không cả nhà? Chào mừng anh chị đến với Melan TV. Hôm nay Melan TV sẽ thực nghiệm lần đầu tiên ghép lan hồ điệp. Nghĩa là mình mua một những chậu hồ điệp nhỏ như thế này. Tại vì mình đặt mua rồi về những chậu rất là mini, rất là nhỏ thôi. Thì mình sẽ tiến hành ghép những cái chậu nhỏ này thành một chậu to. Nghĩa là một chậu to xem nó có đẹp hay không. Thì cái mình chuẩn bị đó là chính là một cái chậu. Phải có cái chậu thì mình mới ghép được. Đây, Melan TV có mua một cái chậu như thế này. Chậu cái hình hình này hình chiếc lá à. Hay hình ly uống rượu của Tào Tháo. Xin mời các hạ. Rất là giống ly uống rượu luôn. Rồi, mình chuẩn bị mấy cái chất chem á mọi người. Chất chem giữa các chậu này mình có thể sử dụng là mút xốp để mình bẻ nhỏ ra. Hoặc là mình có thể sử dụng sỏi. Sỏi này hơi to nha mọi người. Nếu mọi người có mua sỏi nhỏ hơn. Hoặc là mình có thể sử dụng gạo ở trong nhà cũng được. Lén lén mở hút lon gạo ra đây chem cũng được. Nó vẫn tạo ra màu trắng và nó chắc hơn nữa. Nó chắc hơn còn sỏi nữa. Rồi chuẩn bị một cái khăn như thế này. Cái khăn như thế này thì lỡ mà vợ đánh thì lau nước mắt. Đùa thôi, chứ cái này thì xíu nữa mà mình sẽ cho mọi người biết cái tác dụng của nó. Rồi, bây giờ Melan TV cũng là lần đầu tiên ghép hồ điệp luôn. Ghép ra thử mọi người chấm điểm thử cái chậu hồ điệp mình ghép được mấy điểm nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Thứ nhất là mọi người thấy cái chậu hồ điệp không? Đó, cái lá nó khá là bẩn. Tại vì cái này là thật ra cái này thì mình đoán nó là thuốc nấm mọi người, thuốc trị nấm nha. Thuốc trị nấm thì nó thường có màu trắng như vậy, phun lên nó đọng khoảng rất là lâu, mình tưới nhiều lần thì nó mới hết đó. Mình lau đi, muốn cho nó thẩm mỹ thì mình buộc phải lau đi cho nó sạch thôi. Khá là công phu, lau mạnh tay là nó gãy lá giống như bữa làm gãy cái hoa hoa nha. Rồi, cứ lau lá trên thôi. Đặt vào xem thử được cái này đặt được mấy chậu. Lau lá trên thôi. Cái này có lắm là được 4 chậu thôi mọi người. 4 nhưng mà mình chắc mình ghép 3 thôi. Ghép 3 thôi, hoặc là 5. Gọi là theo phong thủy hả? 3 mà 3 cây mà nó lên thì giống như 3 cây nhang. Còn 4 là số tử. Năm là sinh lão bệnh tử sinh. Ồ, nhức đầu lắm. Thôi cứ ghép nó đẹp thôi được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Trước tiên là phải rút bỏ mấy cái ti này đi. Ti này nó chống gãy khi mà ship đi nè. Bỏ ti đi. Hồi lúc mở ra thử là nó hai vòi hoa chứ mừng hết lớn. Nhưng mà chỉ là toàn là một vòi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu cách thế làm sao cho cái vòi hoa nó đẹp. Có thấy không mọi người? Chắc là không rồi. Thôi cứ mày lại cứ canh sao rồi xong nữa xíu nữa mày lại TV sẽ cho mọi người xem tác phẩm nha. Khó đây. Không giống ai luôn. Chắc ghép được tác phẩm chiếc lá cuối cùng rồi không ạ? Chiếc lá cuối cùng. Thank you.
Ôi chà, đẹp rồi. Cứ làm là sẽ đẹp. Rồi, xuất sắc. Đẹp chưa cả nhà? Quá đẹp luôn. Cứ làm đi rồi sẽ đẹp. Nhưng mà cái chậu này nó hơi bị nông mọi người, nên là nó bị lồi cái chậu nhựa lên, trông khá là không đẹp mắt. Tiếp tục vệ sinh, ta nhìn mấy em nó nổ nà lên mình mới đẹp được. Rồi xong rồi cả nhà. Như vậy là cái sỏi này nó không tác dụng luôn. Nếu mà người có sỏi nhỏ thì mà chêm vào những chỗ này, còn cái sỏi này nó to quá cũng chêm vào được vài viên thôi, nhưng mà mình nhìn nó cũng không có tác dụng gì. Rồi như vậy là Melan TV đã ghép xong chậu lan hồ điệp siêu mini. Rất là đơn giản thôi, cũng rất là dễ. Mọi người chuẩn bị một cái chậu và một số cái sỏi nhỏ, tại vì sỏi lên Melan TV chuẩn bị sỏi hơi bị to, không bỏ vào được. Rồi cứ đặt vào theo đúng hướng thôi. Đặt vào theo đúng hướng của những cái vòi hoa, nó sẽ tạo thành một cái lớp lan rất là đẹp. Hoa này do nó bị tàn mất một nửa rồi nha mọi người, chứ nếu nó còn nguyên thì nó cũng khá là đẹp nha. Các quý vị khán giả, bây giờ cái dòng này là dòng cho điểm của khán giả nè. Khán giả cho cái chậu lan này được mấy điểm à? Trên trung bình không cả nhà? Đừng cho dưới trung bình nữa, mấy lan tục hứng hoặc sần sầu không ghép hoa cho mọi người coi nữa nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà, chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, và nhớ đăng ký kênh và bấm bật thông báo nha, để không bỏ lỡ bất kỳ clip nào của Mê Lan, cũng như là ủng hộ tinh thần cho Mê Lan TV làm nhiều clip hơn hay hơn cho cả nhà nha.